Nói xong, Năm Dốc gieo sát đất, kính mong lời dạy vô thượng của Như Lai. Bấy giờ Thế Tôn bảo Phú Lâu Na và hàng A-la-hán lậu tận vô học trong hội rằng: Hôm nay Như Lai vì cả chúng trong hội này hiển bày tánh chơn thắng nghĩa trong thắng nghĩa, khiến hàng định tánh thanh văn và tất cả A-la-hán chưa được nhị không. Nhân ngã không và pháp ngã không, phát tâm hướng về thượng thừa, đều được chỗ tu hành chân chánh, thiết thực chẳng sao đồng của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Các người hãy chú ý nghe. Phú Lâu Na và đại chúng kính dâng pháp âm của Phật, yên lặng ngồi nghe. Phật bảo: Phú Lâu Na, như lời ngươi nói, bản tánh trong sạch, sao lại bỗng sanh núi sông đất đai? Ngươi chẳng thường nghe Như Lai dạy rằng tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Lược giải: Tích diệu thường minh mà chẳng lập sở minh, cũng chẳng phải bất minh, nên nói diệu minh, tức minh thường diệu mà chẳng bị kẹt nơi minh, nên nói minh diệu. Nếu chấp thật cho là giác minh, bèn lọt vào tình thức, thành ra lìa giác chẳng minh, thì đâu thể nói là diệu. Nên kinh nói: Do giác minh thành lỗi lầm vậy. Bạch Thế Tôn: Dân ạ, con thường nghe Phật khai thị nghĩa này. Phật bảo: Người nói giác minh là do tánh minh được gọi là giác, hay là cái giác bất minh gọi là minh giác? Nếu cái bất minh này gọi là giác thì chẳng có sở minh. Nếu chẳng có sở minh thì chẳng có minh giác. Có sở chẳng phải là giác, không sở chẳng phải là minh. Chẳng minh là chẳng phải tánh trạm nhiên sáng tỏ của bản giác. Vì tánh giác ắt minh, dòng cho là minh giác. Bổn giác chẳng phải sở minh, do chấp sự minh nên lập sở minh. Sở minh đã vọng lập thì sanh cái năng minh hư vọng của ngươi. Ở trong chẳng đồng gì, vọng chấp thành gì, khác với cái gì này. Do sự gì mà lập sự đồng, tướng đồng gì đã sanh, từ đó lại lập ra cái chẳng đồng chẳng gì, nhiễu loạn như thế. Đối đãi nhau sanh ra mỏi mệt, mỏi lâu thành trần, tự hỗn tạp lẫn nhau. Do đó sinh ra trần lao phiền não, khởi dậy thành thế giới, tịch lặng thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là gì? Do đồng gì lập ra chẳng đồng chẳng gì, ấy là pháp hữu vi. Cái vốn chẳng đồng gì của bản giác mới thật là pháp vô vi. Bản giác tánh không, chẳng minh chẳng vô minh, tùy theo nghiệp thức biến hiện nên vô minh bắt đầu. Một niệm vô minh bỗng khởi thì bản giác lìa tánh không mà sanh vọng minh, tánh không cũng lìa bản giác mà sanh ám muội. Bản giác sanh vọng minh thì phát ra thức, chỗ trong lặng chẳng lay động của thức tinh, nguồn gốc của thức tức là thủy. Tánh không sanh ám muội, kết tụ thành sắc, tức là địa, trái đất. Địa và thủy nhiễu loạn nhau thành phong, bầu khí quyển bao phủ trái đất. Vì tánh không ám muội, cố chấp cái năng minh thành chướng ngại, nên vọng cho bản giác là sở minh. Năng sở nhiễu loạn nên có tánh biến hóa của hỏa. Ngọn hỏa xông lên nên có hơi thủy khắp cả mười phương hư không. Hỏa bốc lên, thủy chảy xuống, giao lộn vọng lập thì thủy ướt thành biển cả, đất khô thành lục địa. Do nghĩa này nên trong biển cả hỏa thường phun lên, trong lục địa sông ngòi thường chảy. Thế thủy kém thế hỏa thì kết thành núi, nên khi đập đá núi thì có tia lửa. Thế địa kém thế thủy thì mọc lên thành cỏ cây, nên đốt cỏ cây thì thành đất, dắt ra thì có nước. Tứ đại giao lộn lẫn nhau, vọng sanh nhân quả. Do nhân duyên này nên thế giới tương tục. Lược giải: Theo lý thuyết ngũ hành là sáng lập từ Trung Quốc, người Ấn Độ thì chẳng biết học thuyết này, nên các kinh Phật chỉ nói tứ đại, ngũ uẩn,
lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới cho đến thất đại. Đoạn này từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, mà dịch giả mượn ngũ hành để sáng tỏ nghĩa kinh. Lý thuyết ngũ hành người xưa còn có thể hiểu được, đời nay thì ít người thấu suốt, cho nên độc giả đời nay cảm thấy rất khó hiểu. Nếu không hiểu được thì đánh mất tác dụng của lời kinh. Vì Phật thuyết pháp hay dùng những sự vật của chúng sanh đã hiểu biết để chứng tỏ tri kiến của chúng sanh chẳng đúng. Do đó nên chúng tôi lược bỏ phần ngũ hành, chỉ dựa theo tứ đại mà dịch đoạn kinh này. Xin độc giả từ bi quan hỷ cho. Lại nữa, Phú Lâu Na, cái minh hư vọng này chẳng phải gì khác, do giác minh thành lỗi lầm, sở minh đã vọng lập, thành lý minh có ngằn mé. Vì vậy, nên nghe chẳng ra ngoài tiếng, thấy chẳng vượt khỏi sắc. Sáu thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đã vọng lập, do đó chia ra kiến, văn, giác, tri. Cộng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà có hợp ly thành khóa. Do kiến chấp của sở minh nên sanh khởi sắc tướng. Do năng minh của kiến chấp thì thành tư tưởng, ý kiến khác với mình thì thành ghét, tư tưởng đồng với mình thì thành yêu. Gieo cái yêu thành hạt giống, thu nạp tư tưởng thành cái thai, giao cấu phát sanh, hấp dẫn cộng nghiệp, nên có nhân duyên sanh ra bào thai. Các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, tùy theo sự cảm ứng mà thành. Noãn do tưởng niệm mà sanh, thai do ái tình mà có, thấp sanh do hợp mà cảm ứng, quá sanh do tách ly mà hiện. Tình, tưởng, hợp, ly thay đổi lẫn nhau. Các loài thọ nghiệp theo đó mà thăng trầm, do nhân duyên này nên chúng sanh tương tục. Phú Lâu Na, do tư tưởng thương yêu liên kết thành nghiệp, yêu mãi không rời, thì những cha mẹ con cháu trong thế gian sanh nhau chẳng ngừng, ấy đều từ gốc dục tham sanh khởi. Lòng tham ái giúp nhau tăng trưởng, tham mãi không thôi, thì các loài thai, noãn, thấp, hóa trong thế gian tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau, ấy là đều từ gốc sát tham sanh khởi. Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê. Như vậy cho đến 10 loại chúng sanh, chết sống, sống chết, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp lan tràn cùng tột đời vị lai, ấy đều từ gốc đạo tham, trộm cắp sanh khởi. Ngươi nợ mạng ta, ta trả nợ ngươi, do nhân duyên này trải qua trăm ngàn kiếp, thường ở trong dòng sanh tử. Ngươi yêu tâm ta, ta ưa sắc ngươi, do nhân duyên này trải qua trăm ngàn kiếp, ngươi ở trong dòng ràng buộc, ấy đều từ gốc sát, đạo, dâm sanh khởi. Do nguyên nhân này nên nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo kể trên tương tục như vậy đều do sự lỗi lầm của giác minh, cho là có tánh liễu tri của năng minh, rồi biến hiện sắc tướng. Từ vọng kiến, do đó sanh khởi các tướng hữu vi như núi sông, đất đai, theo thứ tự dời đổi. Vì hư vọng này nên xoay chuyển chẳng ngừng. Thế Tôn, nếu diệu giác này vốn nhiệm màu sáng tỏ cùng với tâm Như Lai chẳng thêm chẳng bớt, khi không bỗng sanh các tướng hữu vi như núi sông đất đai, này Như Lai đã chứng diệu giác, làm sao núi sông đất đai và các tập khí hữu lậu còn được sanh trở lại? Ví như người mê ở một xóm làng, nhận lầm phương Nam thành phương Bắc. Vậy sự mê lầm này từ mê ra hay từ ngộ ra? Người mê như vậy chẳng từ mê ra, cũng chẳng từ ngộ ra. Tại sao? Mê vốn chẳng gốc, làm sao từ mê ra? Ngộ chẳng sanh mê, sao nói từ ngộ ra? Người mê kia đang trong lúc mê, bỗng có người ngộ chỉ thị cho ngộ. Phú Lâu Na, ý người thế nào?
người ấy dẫu mê, đối với xóm làng này còn mê lại nữa chăng? Bạch Thế Tôn không ạ. Phú Lâu Na, mười phương Như Lai cũng như vậy. Sự mê này vốn chẳng có gốc, tánh tất cánh không. Xưa vốn chẳng mê do vọng chấp, nên tựa như có mê có giác. Giác được cái mê thì mê liền diệt, giác chẳng sanh mê. Cũng như người nhầm thấy hoa đốm trên không, nên trừ được bệnh nhầm thì hoa đốm nơi không liền diệt. Bỗng có người ngu ở chỗ hư không mà hoa đốm đã diệt kia, mong đợi hoa đốm sanh nữa. Người xét người này là ngu hay trí? Hư không vốn chẳng có hoa đốm, vọng thấy có sanh diệt, thấy hoa đốm diệt đã là điên đảo rồi, lại còn muốn hoa đốm sanh nữa thì thật là điên dại. Làm sao còn gọi người điên như vậy là ngu hay trí? Theo như ngươi hiểu, sao lại còn hỏi diệu giác của chư Phật lại sanh núi sông đất đai nữa? Cũng như quặng vàng, đất cát lộn với vàng rồng. Khi quặng đã luyện thành vàng rồng thì chẳng trở lại thành quặng nữa. Như cây đã đốt thành tro thì chẳng trở lại thành cây nữa. Bồ đề niết bàn của chư Phật cũng như vậy. Phú Lâu Na, ngươi còn hỏi về bản tánh viên dung cùng khắp pháp giới của địa, thủy, quả, phong, nghi rằng tánh thủy và quả sao chẳng đoạt mất nhau, và hỏi sao hư không và tánh địa đều khắp pháp giới, lẽ ra chẳng dung nạp nhau. Phú Lâu Na, ví như hư không chẳng phải các tướng, cũng chẳng ngăn ngại các tướng phát huy, tại sao? Phú Lâu Na, ở nơi hư không, mặt trời chiếu thì sáng, mây che thì tối, gió thổi thì động, trời tạnh thì trong, sương mù thì đục, bụi nổi thì mờ, nước lặng thì lóng lánh, ý ngươi thế nào? Các tướng hữu vi khác nhau như vậy là tự sanh hay tự hư không ra? Phú Lâu Na, nếu mỗi mỗi tự sanh, khi lúc mặt trời chiếu đã là mặt trời chiếu sáng, thì mười phương hư không đều thành màu sắc của mặt trời, tại sao lại còn thấy mặt trời trên không? Nếu hư không tự sáng thì hư không phải tự chiếu sáng, tại sao lúc giữa đêm mây mù lại chẳng thấy sáng? Nên biết cái sáng như vậy chẳng phải mặt trời, chẳng phải hư không, cũng chẳng ngoài mặt trời và hư không. Xét các tướng ấy vốn là hư vọng, chẳng thể chỉ bày, cũng như muốn qua đốm trên không kết thành quả hư không, làm sao còn hỏi cái nghĩa chẳng đoạt mất nhau? Diệu tâm sáng tỏ vốn chẳng phải thủy quả, tại sao còn hỏi về nghĩa chẳng dung nạp nhau? Tánh sáng tỏ của diệu tâm cũng vậy. Nếu ngươi phát minh cái hư không, thì hư không hiện ra, địa, thủy, quả, phong, mỗi mỗi phát minh, thì mỗi mỗi hiện ra. Nếu cùng phát minh, thì cùng hiện ra. Thế nào là cùng hiện? Phú Lâu Na, như trong dòng nước, hiện ra bóng mặt trời, hai người cùng xem bóng đó, rồi người đi phương Đông, người đi phương Tây, mỗi người đều thấy mặt trời theo mình, một cái đi về phương Đông, một cái đi về phương Tây, chẳng có nhất định. Không nên hỏi rằng mặt trời là một, sao lại mỗi cái đi theo mỗi người? Bóng mặt trời trong nước đã thành hai, tại sao trên trời chỉ có một? Sự hư vọng quanh lộn như thế chẳng có căn cứ. Phú Lâu Na, người cho tướng sắc không đoạt mất lẫn nhau nơi Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng tùy theo sắc không cùng khắp pháp giới, nên ở trong đó gió thổi thì động, hư không thì lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sanh mê muội trái giác tánh, hợp cảnh trần phá khởi trần lao, nên có tướng thế gian.
ta dùng tánh chẳng sanh diệt của diệu tâm sáng tỏ, hợp với Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng chỉ duy nhất một diệu tâm sáng tỏ, tròn đầy.